vị và các bạn, đúng ngày này cách đây vừa tròn 2 năm, ngày 6 tháng 3 năm 2007, giới đầu tư Việt Nam và khán giả truyền hình cả nước đã chứng kiến lễ ra mắt kênh truyền hình chuyên biệt VCTV9 InfoTV, kênh thông tin tài chính kinh tế đầu tiên tại Việt Nam. 2 năm, thời gian không phải là dài đối với tuổi đời của một kênh truyền hình, thế nhưng 2 năm qua, InfoTV đã có sự trưởng thành đáng ghi nhận. Tổ chức thương mại thế giới WTO. Cùng thời điểm đó, tình hình kinh tế tài chính và chứng khoán của Việt Nam có những sự chuyển mình vượt bậc. Đài truyền hình Việt Nam quyết định cho ra mắt kênh truyền hình VCTV9 InfoTV phát trên hệ thống truyền hình trả tiền. Đây là kênh truyền hình chuyên biệt về kinh tế tài chính và chứng khoán đầu tiên duy nhất tại Việt Nam. Ngày đầu thành lập còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bằng niềm tin và sự nỗ lực, những người xây dựng kênh InfoTV đã tạo cho Info một diện mạo mới. Nhớ lại ngày thành lập, mỗi thành viên có những cảm xúc riêng. Là một trong những người là gắn bó với InfoTV từ ngày đầu lên sóng, tôi cảm thấy rất là hài lòng với những gì chúng tôi đã làm được. InfoTV của chúng tôi đến ngày hôm nay đã tròn 2 tuổi và tôi thực sự tại thời điểm này rất vui vì rất may mắn là tôi là một trong những người đầu tiên được chọn vào nhóm chuẩn bị ra kênh InfoTV và hiện tại cũng đang làm việc cho InfoTV đến tận bây giờ. Sau 2 năm thì như tất cả quý vị và các bạn cùng đã thấy, InfoTV đã lớn mạnh lên rất nhiều. Là một trong những người trẻ tuổi nhất của kênh InfoTV trên khắp Việt Nam thì khi bước chân vào đây tôi cũng khá bỡ ngỡ và khá choáng ngợp trước công việc và cái độ chuyên nghiệp của kênh khi làm việc. Tuy nhiên sau hơn 1 năm gắn bó với công việc và hơn 1 năm được tiếp xúc, được đi làm rất nhiều phóng sự và được đưa những thông tin hữu ích nhất, nhanh chóng nhất đến với các quý khán giả thì tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi rất tự hào khi được làm việc tại InfoTV. Bằng tất cả những cái nỗ lực của mình thì hiện nay chúng tôi cũng tự hào nói rằng là chúng tôi đã xây dựng được một cái đội ngũ khá là làm việc khá chuyên nghiệp. Một ngày chúng tôi có đến 8 bản tin trực tiếp hàng ngày với những cái thông tin ở trên rất là nhiều lĩnh vực như là kinh tế, tài chính, chứng khoán và đặc biệt là với những cái chúng tôi đã tận dụng được những thế mạnh của mình để tạo ra một cái bản sắc riêng cho kênh InfoTV. Tạo dựng bản sắc riêng, tạo cho đứng trong lòng khán giả, đó là mục tiêu mà InfoTV luôn hướng tới. VCTV9 InfoTV đã từng bước khẳng định mình, một số chương trình đã được đông đảo quần chúng đón nhận. Chương trình sàn chứng khoán Info, truyền hình trực tiếp tại các giao dịch chứng khoán trong ngày từ 8 giờ đến 11 giờ hàng ngày, với đường truyền live trực tiếp từ 2 trung tâm giao dịch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các khách mời hàng ngày là các lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, các tập đoàn kinh tế, các công ty lớn trong và ngoài nước tham gia phân tích tình hình và xu thế thị trường, phổ biến các kiến thức chứng khoán. Chương trình còn giới thiệu và cung cấp chi tiết các thông tin, giá OTC tham khảo, bản cáo bạch của các doanh nghiệp niêm yết, giúp minh bạch hóa thông tin, cung cấp các thông tin tham khảo hữu ích cho nhà đầu tư. Chương trình phổ biến kiến thức chứng khoán, cung cấp những bài phân tích, từ bài phân tích cơ bản đến phân tích kỹ thuật với những ví dụ tham khảo là những công ty nổi tiếng thế giới. Bên cạnh đó, Ngọc Chứng Khoán Ảo sẽ mang đến cơ hội thực tập đầu tư chứng khoán như thật cho những người mới tập chơi chứng khoán. Chương trình siêu thị Info kết hợp với các công ty thương mại, các nhà phân phối chuyên nghiệp, các nhà sản xuất, các ngân hàng thương mại. Chương trình sẽ cung cấp một phương thức mua hàng tiện lợi đến với tất cả khán giả. Chương trình tin tức với bản tin kinh tế 30 phút, bản tin chứng khoán 15 phút, bản tin xuất nhập khẩu 30 phút, bản tin trước giờ mở cửa 30 phút, bản tin đầu tư 15 phút, bản tin thị trường 365 30 phút, bản tin dịch vụ 30 phút và bản tin đấu thầu 10 phút. Mang đến cho khán giả thông tin mới nhất về tình hình chứng khoán, các văn bản mới, thông tin đấu thầu trên toàn quốc. Đặc biệt, đối với kênh VCTV9 InfoTV, khán giả sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào, bởi tất cả các chương trình đều được phát sóng trực tuyến và phát lại theo nhu cầu tra cứu thông tin tại website www.infotv.vn và www.infotv.vtv.vn với dung lượng nguồn truyền lớn, tốc độ truy cập nhanh. Để có những bước tiến này, bên cạnh sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên kênh InfoTV, không thể không nhắc tới vai trò của các nhà đầu tư, những khán giả tri ân của kênh. Họ chính là động lực khiến InfoTV hoạt động tốt hơn.
Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của nhà đầu tư đối với kênh InfoTV, bởi vì hàng ngày chúng tôi nhận được khá nhiều những phản hồi, có những phản hồi khen nhưng cũng có những cái góp ý, và chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có xuất phát từ cái sự quan tâm và lòng yêu mến đối với InfoTV thì chúng tôi mới được nhận cái cuộc điện thoại như thế từ phía khán giả. Và chúng tôi làm mong muốn trong năm tới thì tiếp tục nhận được cái sự quan tâm hơn của nhà đầu tư đối với kênh thông tin của chúng tôi. Bởi vì chính cái sự quan tâm của khán giả đấy chính là sức sống của kênh Info. VCTV9 Info TV mang đến cơ hội thực tập tuyệt vời cho các nhà đầu tư thông qua chương trình chứng khoán ảo, luật chơi như đầu tư thật, mang đến phần thưởng có giá trị cho những nhà đầu tư tài ba. Như các bạn đã biết là tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước diễn biến rất là phức tạp, mà chúng tôi đã cố gắng để đưa những cái thông tin đúng kịp thời, nhưng mà phải có định hướng để đảm bảo không gây cái sự hoang mang cho các nhà đầu tư, cũng như là không làm dối thêm cái tình hình, mà đảm bảo những cái thông tin đấy là những cái thông tin có định hướng để có phần làm an lòng hơn các nhà đầu tư trong cái bối cảnh mà nền kinh tế của chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Kinh tế, tài chính, chứng khoán vốn là lĩnh vực rất nhạy cảm và đầy biến động. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính quy mô toàn cầu vừa qua thực sự là một thử thách, đồng thời cũng là cơ hội để các phóng viên, biên tập viên kênh Info TV cọ sát và thể hiện bản lĩnh của mình. Mừng Info TV tròn 2 tuổi, đây là thời điểm để Info TV nhìn lại những gì mình đã làm được, đồng thời xác định hướng đi trong tương lai. Cái được nhận của 2 năm vừa rồi là chúng tôi đã xây dựng được một nền nếp làm việc trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên để trở thành một cái đội ngũ hướng tới một cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp và đáp ứng được cái sự thay đổi nhanh chóng về mặt thông tin. Chúng tôi cũng đang ngày càng hoàn thiện nội dung về bên cạnh những cái thông tin nhanh nhạy, thì chúng tôi cũng cố gắng là xây dựng các cái chuyên mục có mang tính chất phân tích định hướng nhiều hơn để góp phần đưa kênh InfoTV trở thành một kênh thông tin có chiều sâu hơn đối với khán giả và các nhà đầu tư. VCTV9 Info TV với đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, với sự cố vấn của các chuyên gia hàng đầu về kinh tế, tài chính và chứng khoán từ các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo các tập đoàn và doanh nghiệp cũng như ngân hàng trên cả nước, phấn đấu thực hiện tiêu chí thông tin nhanh cho thành công lớn, đưa Info TV trở thành kênh truyền hình số 1 về kinh tế, tài chính và chứng khoán tại Việt Nam. Tròn 2 tuổi và bước sang tuổi thứ 3 thì Info TV cũng đang phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức, bởi vì trên hệ thống truyền hình trả tiền hiện nay thì ra mắt rất là nhiều những kênh thông tin, và ở đấy thì nó cũng cho thấy rằng là đối với những kênh nào chuyên nghiệp hơn, thông tin nhanh hơn và những cái nội dung tốt hơn thì mới có chỗ đứng trong lòng khán giả, và đấy cũng chính là thách thức và cũng là cơ hội để chúng tôi phấn đấu để khẳng định mình. Hy vọng trong vòng 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm nữa thì chúng tôi lại có dịp để nói chuyện với quý vị và các bạn như thế này. Và lúc đó thì InfoTV sẽ ở một vị thế khác, ở một quy mô lớn hơn rất nhiều. InfoTV tròn 2 tuổi, xin chúc cho InfoTV thông tin nhanh cho thành công lớn, luôn là địa chỉ tin cậy của khán giả và các nhà đầu tư.